Xin kính chào quý cô bác anh chị đến với kênh Ký Sự TV. Hôm nay là ngày 25 tháng 4. Có một cái tình tiết rất là mới mà em muốn đăng tải lên để khán giả cùng nhau cập nhật được cái tình hình của em Vũ 20 tuổi về cái câu chuyện là lá lại căn nhà từ tay người cô. Một số khán giả thì cứ cho rằng là tại sao câu chuyện của em Vũ có bao nhiêu đó mà cứ đăng tải lên và nó đi nó lại hoài như vậy. Đây là một cái thắc mắc của rất là nhiều người. Nhưng em cũng muốn chia sẻ luôn là có thể là chúng ta đã hiểu lầm. Bởi vì là câu chuyện của em Vũ không phải là không có tình tiết gì mới nha cô chú anh chị. Rõ ràng là có, nhưng mà chú Ngọc không có tiết lộ ra được. Có những tình tiết chia sẻ lên được, nhưng cũng có những cái vấn đề mà chú Ngọc phải giấu đi. Bởi vì là phải mang tính bảo mật về hồ sơ này kia. Và câu chuyện của em Vũ chúng ta nói 2 tháng nay rồi. Một số người thì bất mãn, rời đi và mất kiên nhẫn bởi vì cho rằng là không có kết quả nên là họ không có theo dõi nữa. Nhưng chúng ta đã vô tình là bỏ rơi em Vũ rồi cô chú anh chị. Cái vụ việc của em Vũ khi nào YouTube còn lên video clip, khi nào khán giả còn quan tâm, còn gọi về, chứng tỏ là vẫn đang được gọi là hâm nóng nha mọi người. Bởi vì là người cô đang muốn trốn tránh, không ra mặt, mục đích là để câu kéo thời gian và khiến em Vũ, chú Ngọc lẫn khán giả cảm thấy mệt mỏi, chán nản và bỏ cuộc, và khiến vụ việc này chìm xuống để người cô sẽ không phải bị truy cứu gì nữa. Và nếu chúng ta bỏ cuộc, không có lên tiếng vì em Vũ nữa thì rõ ràng Vũ đã bị trúng cái kế người cô rồi mọi người. Rất là nhiều người đã ủng hộ em trong những ngày đầu, đến bây giờ đã bỏ cuộc rồi, bởi vì họ không cảm thấy là có một cái tình tiết gì mới hoặc là tiến triển mới trong câu chuyện này. Đồng ý là có những cô chú khán giả vẫn luôn luôn gọi về kênh để mà có những cái lời khuyên, những cái bách nước cho hai cha con. Cụ thể là trong buổi sáng ngày hôm nay có một khán giả cũng gọi về để mà góp ý kiến là hãy giúp cho em Vũ liên hệ với bên điện nước để mà cắt điện, cắt nước căn nhà đó và khiến người chủ nhà phải ra mặt đối chất. Nhưng mà rõ ràng đây không phải là câu chuyện cá nhân làm được nha cô chú anh chị. Đây là liên quan đến cái vấn đề nhà nước rồi, chính quyền rồi, chúng ta không thể nào mà tự ý làm cái chuyện đó được. Nên đây là một ý kiến hơi cực đoan một tí và rất khó thực hiện mọi người. Còn cái ý kiến thứ hai là một số người cho rằng là Vũ mua 2 cái ổ khóa về bóp khóa trước bóp khóa sau lại cũng không được cô chú anh chị. Mình nghĩ là không được. Một khi mà chính quyền họ không cho phép thì Vũ không có quyền làm cái chuyện đó đâu mọi người. Dẫu biết trên giấy tờ Vũ vẫn đang là chủ căn nhà, nhưng mà làm những cái chuyện nó mang tính chất là nó gọi là cực đoan như vậy thì không nên làm. Bởi vì là biết đâu được họ đang cố tình gài em Vũ thì sao? Khi Vũ ra tay làm chuyện đó, ngay lập tức là họ báo chính quyền và Vũ vô tình vướng vòng lao lý thì đó là một cái bãi hội dân ra. Vũ nên né, không nên giảm vào nha mọi người. Cái việc bây giờ cần làm đó là hai cha con nên bình tĩnh, chờ đợi cơ quan chức năng thôi. Bởi vì rõ ràng là cơ quan chức năng vẫn đang hỗ trợ hết mình cho hai cha con. Đó, họ có chủ động liên hệ, họ có yêu cầu làm tường trình, lấy lời khai và họ cũng có tư vấn luật sư giùm. Thì đó là những cái thiện chí rồi mọi người. Chúng ta nên gọi là cảm thấy trân trọng những cái điều đó. Bởi vì là cơ quan chức năng họ đang xem xét hồ sơ và đang gọi là xác minh lại giấy tờ này kia, nên hơi lâu một chút thôi. Chúng ta phải kiên nhẫn. Chứ bây giờ mới có hơn một tháng mà chúng ta đã vội vàng cho rằng là chính quyền không hỗ trợ và muốn gửi những lá đơn cấp cao hơn thì chúng ta đã quá vội rồi mọi người. Mình tin là chính quyền rất là hỗ trợ cho em Vũ luôn trong cái câu chuyện là căn nhà với người cô. Nhưng rõ ràng là bây giờ họ đang cần phải xác minh lại những cái giấy tờ này kia và những cái tường trình của hai bên. Mà có một điểm nữa là người cô đến bây giờ vẫn không chịu ra mặt, đó mới là khó mọi người. Nên mình tin là cô chính quyền sẽ có một cái lá đơn để gửi người cô này để mời lên và làm việc trực tiếp với em Vũ. Còn những cái việc chúng ta cứ nói là em Vũ nên làm những câu chuyện như là đến nhà phá cửa rồi là khóa cửa, đó là những cái việc mà người không nên làm cho mọi người, tránh cái vấn đề dưới pháp luật đó. Thì bây giờ thì có thể là Vũ trong thời gian này nên đi kiếm việc làm đi, đi làm kiếm tiền. Bởi vì là cái tiền mà sinh hoạt thì em phải tự kiếm ra, còn những cái tiền mà thằng Quân gửi về thì em phải dành đó để mà lo cho vấn đề kiện tụng. Thì đó mình nghĩ là một cách làm hợp lý nhất rồi, chứ không có cái gì hợp lý hơn nữa. Còn những cái bức xúc liên quan đến cái chết người mẹ này kia thì cứ để sau khi vụ việc nó xong, vụ lấy nhà thành công thì hãy tiếp tục triển khai những cái vấn đề đó. Chứ bây giờ ôm đồm một lúc quá nhiều việc như vậy thì rõ ràng là không đủ sức để mà làm đâu mọi người. Chú Ngọc cũng rất là mệt mỏi rồi, hai cha con cũng rất là uể oải khi mà trong 2 tháng nay liên tục làm những cái giấy tờ như vậy và liên tục lên tiếng để mà giải lại căn nhà. Nhưng đến giờ phút này người cô vẫn không chịu hợp tác. Dẫu biết là người cô sai,
nhưng mà phải cần một cái lá đơn thì may ra bà này mới chịu ra mặt, chứ còn để tự nguyện thì không có đâu cô chú anh chị. Bà ta liên tục nói là muốn xin thời gian để mà giải quyết trong em đẹp, nhưng mà bà ta lại làm cái hành động đi ngược với lời nói của mình. Miệng thì nói là muốn hòa giải, nhưng mà trong lòng, nhưng mà cái hành động thì là ngược lại, trốn tránh, không chịu ra mặt. Thì đó là một câu chuyện mình thấy là chúng ta cũng đã lên tiếng bức xúc rất là nhiều rồi. Chỉ mong là bên cơ quan chức năng sẽ sớm có một cái lá đơn ha, để mà triệu tập người cô này lên để mà làm việc trực tiếp với em Vũ. Số phận căn nhà đến giờ phút này vẫn chưa rõ ràng. Một số người thì cho rằng là đã bán rồi, cũng một số người thì nói rằng là đã cầm cố rồi. Chúng ta chỉ nghe thông qua những cái lời đồn, những cái lời nghe nói từ hàng xóm thôi, chứ thật sự đến bây giờ chúng ta vẫn không có một văn bản nào hay một cái tờ giấy nào chứng minh được là căn nhà đã bán cả. Nên đó là những cái dự đoán thôi, giả thuyết thôi, chúng ta đưa ra để phân tích trong câu chuyện này. Còn việc em Vũ bây giờ mình nghĩ là thôi cứ bình tĩnh thôi, không nên lo lắng quá nhiều. Thời gian này chờ đợi luật sư làm việc thì em cũng nên đi làm kiếm tiền này kia. Còn chú Ngọc cũng nên nghỉ ngơi, chú đã quá lao tâm khổ tứ trong suốt 2 tháng qua rồi, nên có một thời gian để hai cha con nghỉ ngơi và chờ bên luật sư và cơ quan chức năng họ làm việc. Đó là cách tốt nhất và nó hiệu quả nhất thôi, chứ không nên làm những câu chuyện khác nó hơn nữa. Bây giờ nếu như Vũ gửi những cái lá đơn lên trên cấp cao hơn thì rõ ràng là tốn thời gian hơn và tốn thêm rất là nhiều tiền bạc để công chứng giấy tờ này kia, rất là tốn luôn. Mà bây giờ Vũ đang phụ thuộc vào tiền Mạnh Thường Quân thì tiền ở đâu làm những chuyện đó cô chú anh chị. Nên là tập trung vào những cái chuyện mà nó dễ làm hơn, đã làm rồi và đang làm thì cứ làm cho đến kết quả thôi. Hy vọng là dưới phường sẽ hỗ trợ cho em Vũ ha, để mà sớm có một kết quả tốt, để em mang những tấm di ảnh về lại căn nhà thờ cúng một cách nó tử tế. Đó là cái điều mà hàng triệu người đang mong muốn. Và chúng ta cũng đừng quên có một cái lời động viên cho chú Ngọc, cho hai cha con. Mình cảm giác là hai cha con cũng đang rất là mệt mỏi luôn, và cũng cảm giác bất lực khi mà đến bây giờ vẫn chưa có một cái sự hiện diện của người cô trước pháp luật. Người cô này thì vẫn đang tìm một cách để trốn thôi, rõ ràng là đang trốn. Nhưng hy vọng là chúng ta cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với hai cha con, đừng nên mất kiên nhẫn nha cô chú anh chị. Đó là chúng ta cũng có những cái lời khuyên động viên đến chú Ngọc và em Vũ để mà tiếp tục vững tin, tin vào pháp luật và tin vào những cái lẽ phải mà đang hiện diện. Thì nếu mà có tin tức gì nó mới, nó hay thì em sẽ lập tức đăng tải lên ngay. Chúng ta cũng đã nói rất là nhiều rồi, những cái tình tiết liên quan đến câu chuyện này rất là nhiều, những khán giả đã nói rồi, em cũng không muốn nhắc lại nữa. Quan trọng bây giờ là chúng ta phải có những cái lời động viên cho hai cha con thôi, để chờ bên cơ quan chức năng và chờ bên luật sư họ làm việc. Tổng cộng là 6 cái lá đơn đã được gửi lên rồi, cộng với một cái đơn cầu cứu là 7. Đó là những cái việc mà rất là tích cực mà chú Ngọc, em Vũ đã làm và đã làm hết sức rồi. Chúng ta thì biết là bây giờ hy vọng một cái sự tích cực từ cơ quan chức năng họ gửi một cái lá đơn triệu tập người cô lên, và khi đó sẽ đưa ra ánh sáng câu chuyện này nha mọi người. Mình rất là hy vọng như vậy. Thì chúng ta cũng hãy dành những cái lời chúc sức khỏe đến cho chú Ngọc, một người cha nuôi phải nói là rất là tuyệt vời luôn, khi mà đã dành cả tâm huyết của mình để giúp cho em Vũ trong việc này. Mà mình cũng mong là chú Ngọc cũng nên đọc những cái bình luận khán giả để hiểu hơn cái lời khuyên của khán giả, đặc biệt là những cái bát nước rất là hay luôn. Mình tin là khán giả sẽ có những cái chia sẻ hay và bổ ích cho chú Ngọc trong cái thời điểm này. Cái Sự TV sẽ tiếp tục đồng hành cùng với em Vũ và chú Ngọc. Mình sẽ vẫn đăng những video clip thường ngày lên nha cô chú anh chị, để khán giả liên tục cập nhật được những cái tình hình mới nhất về hai cha con và liên quan đến căn nhà của ông nội để lại. Xin chào và hẹn gặp lại.